Lộ ra. Bỏ ra. Dừng lại. Cho tôi trong xe. Em cháu. Đừng im đấy. Mày mà lại gần là tao sẽ nói trước con này đấy. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng mà mày là thằng nào mà mày lại ôm con gái nhà người ta đấy? Ta người quen. Tao người yêu đó. Tao người yêu đó. Ôi giời ơi. Cứu cháu. Thằng này nó là người yêu cháu à? Người yêu cháu không phải phong cách này. Cái người yêu cháu là cái phong cách nào? Bỏ cái tay ra xem nào. Đâu. Người yêu cháu là phải cao và mặc phong cách đôn chề. Người yêu em là phải cao và mặc phong cách đôn chề. Chú Tùng trong xe. Chú Tùng trong xe. Chú Tùng, cho cháu gửi tiền xe. Bao nhiêu tiền hả chú? 20.000 thôi. Thế trên tay cầm cái gì thế kia? Đây á, đây là quà người yêu của cháu vừa tặng đây. iPhone 6 đấy chú ạ. Thời bây giờ ai còn dùng iPhone 6 nữa. Thế không dùng máy gì hả chú? Đây, chú có cái con máy này không dùng đến. Em cháu cầm tạm đi. Nhưng mà chú làm bảo vệ như này thì lấy đâu ra tiền mà. Chú làm vì đam mê thôi. Đánh dịch con xe vào đây. Đây, cầm lấy mà đi chim chuột với bồ. À, chú Tùng, chú cho cháu con xe này mà chú lại phải đi bộ như thế kia á? Chú cho mày con xe này rồi chú đi bộ ra đây là để đi lên con xe này. Chú Tùng, chú Tùng, bên chú có thể bảo vệ không? Làm gì đấy? Xem tin tức hôm nay như nào. Chú Tùng trong xe. Sao đây? Cháu gửi tiền xe ạ. 50. Khiếp, sao mà đắt thế? Đắt thì nó mới cái lại chứ. Chú buồn cười rồi đấy. Tình nghĩa của chú cháu mình bao nhiêu lâu nay mà bây giờ chú lại tính lãi tính lời với cháu à? Mà từ. Mày trông giúp chú bãi xe một lúc, chú ra ngoài có tí việc. Gần, thu tiền thì không sót 1.000. Nhờ vả thì nhanh thế. Thôi được rồi, chú đi đi. Ở đây nhá, trông là phải để ý đấy. Chú Tùng ơi, cháu gửi xe với. Chú Tùng đâu hả chị? Chú Tùng mày đi vắng rồi, chị trong xe hộ. Chị là thế nào với chú Tùng ạ? Là vợ chú Tùng ấy. Sao mày hỏi nhiều đấy, trả tiền đấy. Dạ vâng. Bao tiền hả chị? 200. 200? Có đắt thế hả chị? Bên kia em chỉ gửi có 20 thôi. Hay cái thằng này, đất nó sắp ra miếng. Vàng nó tăng giá thì rổ giá nó phải tăng theo chứ lị. Đây này, mày xem làm gì có cái bãi xe nào mà lại đầu tư cây cối mát mẻ như này cho mày gửi xe không hả? Mày nhìn sang bãi bên kia kìa, toàn mái tôn nhá, không kể nhá, lại còn để nắng mưa nhá, hỏng hết xe. Thôi, giả tiền ra mình luận đi. À mà này, tao còn chưa thèm tính tiền là mày ngắm tao nãy giờ luôn đấy nhá. Ý tuổi đầu mà. Thôi đi lên. Luận đi. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Em cháu, từ nãy giờ có ai gửi xe không? Không, gửi xe chỗ chú á, đắt bỏ xử ra, ai người ta gửi. Mà thôi, cháu gửi tiền để cháu về đây này. Bao nhiêu ạ? Vẫn thế, 50. Đây, cháu gửi. Đứng lại. Thôi chú ơi, chú, cháu xin lỗi, cháu chót dại, lần sau cháu không thế nữa. Mày. Thôi chú ơi, cháu xin lỗi rồi mà, cháu chót dại lần này thôi, một lần thôi ạ. Mày không lấy tiền thừa à? Cháu xin. Nó làm sao mà cứ vội vội vàng vàng thế nhỉ? Ôi, kệ nó thôi. Đọc báo tí. Ây da, cái gì đây? Bóc phốt bãi gửi xe của ông già vớ vẩn thu học sinh 200.000 tiền gửi xe đạp. Vớ vẩn thế nhỉ? Lương tâm nghề trong xe để đâu không biết. Có cả ảnh lão này. Ôi, thôi toàn rồi. Chú Tùng trong xe. Ui, giật hết cơ hình. Sao mày lại vác cái mặt của mày đến đây làm gì? Hôm trước chú bị bỏ tận sau, xem nào. Cút, mày cút ngay cho tao. Ấy, từ. Cháu có chuyện này muốn nói với chú. Tao bảo mày cút đi cơ mà. Mày muốn nói chuyện gì? Bây giờ nhá, cháu sẽ cho chú hai sự lựa chọn. Giữa vợ chú và một chiếc xe điện VinFast VF8. Mẫu xe điện của thương hiệu VinFast đến từ Việt Nam. Chú sẽ chọn cái gì? Sao mày lôi cái chuyện tình cảm của vợ chồng tao ra đây để mà đổi chác được nhỉ? Tao sẽ chọn xe. Sao chú lại chọn xe? Cháu tưởng
chú phải chọn vợ chú chứ. Mày bây giờ à, vợ tao ấy, tao còn bỏ còn chưa được kìa. À chú, cháu thấy vợ chú đang ngồi ở trên xe kìa. Bây giờ nha, chú ra kia đấm vợ chú một cái thật mạnh thì 2 triệu này thuộc về chú. Ui, thật không? Để tao đi đấm luôn. Toàn 2 triệu hơi nhiều, 1 triệu thôi. Ấy, sao lại cất hẳn một nửa thế? Chú đi không? Không còn 500. 1 triệu thì 1 triệu, để chú đi. Chú đi đấm đi đã. Ok, vừa được đấm con mụ này, vừa được tiền, tội gì mà không đi. Sao tình yêu vợ chồng của chú mà chú định giá có 1 triệu bạc, có rẻ mạt quá không chú? 1 triệu là được giá rồi đấy, 500 tao còn đấm nữa là 1 triệu. Ngày thường ấy, tao còn muốn đấm con mụ ấy lắm ấy. Hôm nay mới có cơ hội đấy. Cái con mụ ấy nha, ở bẩn này, hay chửi bới này, ăn tham này. Không phải tao chỉ muốn đấm đâu, tao ấy còn muốn tống cổ với nơi sản xuất. Ông chăm tao còn đấm nữa là 1 triệu. Này em cháu, mày làm gì mà uốn éo cứ như con dở người. Cháu đau lưng quá chú ạ, đau không chịu nổi mắt luôn ý. Thì tối qua mày làm gì mà bây giờ vẫn đau lưng? Hàm hố nó vừa vừa thôi, còn giữ gìn sức khỏe nữa cháu à. Do cháu ngồi lái xe từ trên quê lên, quãng đường xa quá nên là cháu đau lưng rồi. Chắc là do ngồi sai tư thế chú ạ. Ô thế mày học hành kiểu gì đây? Rõ ràng hôm ở lớp dạy lái xe bất ổn, tao đang dạy mày cách chỉnh tư thế ngồi lái ô tô rồi cơ mà. Chú dạy khó hiểu bò sư à. Nhớ thì quá hiểu được. Thảo nào cháu bao giờ đi học viện. Ôi con này, mày không không hiểu thì mày phải hỏi lại chú. Sao bây giờ mày lại sỉ nhục tao? Thì khó hiểu thì người ta chả bảo khó hiểu. Nói sai gì ạ? À? Chú thử nhắc lại cho khán giả xem khán giả có hiểu không nào. Học đã dốt thì nhờ thầy dạy lại đi. Lại còn thách đố nữa. Tao ơi, lại còn đẻ ra cả mày nữa chứ này. Nghe này, cách chỉnh tư thế ngồi lái ô tô để không bị đau lưng. 1. Chỉnh ghế tiến hoặc lùi sao cho chân hơi cong khi nhấn ga. 2. Ngồi sao cho khoảng cách giữa mép ghế và chỗ gập sau đầu gối bằng 2 ngón tay. 3. Nâng độ cao của ghế sao cho hông ngang với đầu gối. 4. Điều chỉnh lưng ghế nghiêng khoảng 100 độ. 5. Điều chỉnh tựa đầu ghế ngang với đầu. 6. Điều chỉnh vùng đỡ thắt lưng sao cho phù hợp với đường cong của lưng. Cái này áp dụng trên xe có ghế lái hỗ trợ chỉnh vùng đỡ thắt lưng. Ngoài ra ấy, hạn chế vận động mạnh về đêm này. Không cái lưng này còn đau nữa. Này, chú lúc nào cũng nghĩ mấy cái đấy về cháu ấy nhở? Chú cháu kiểu gì ấy? Ô cái con này, mày dở người à? Hôm nọ ấy, tao thấy mày chạy bộ buổi tối không tốt cho sức khỏe đâu. Tao ấy là tao giận không vận động nhiều buổi tối. Mày nghĩ gì đây? Cháu ai là cháu đang nghĩ cái điều mà các bác khán giả đang nghĩ tới ấy. Các bác nhờ. Chú Tùng này, chuyện tình cảm của cháu với chú ấy không đi đến đâu đâu, chú từ bỏ đi. Từ bỏ là từ bỏ sao được, mất bao nhiêu công sức rồi. Em cháu còn nhảy của chú bao nhiêu đồ rồi. Ôi từ bỏ là từ bỏ sao được. Không từ bỏ thì chú định làm gì? Ít ra thì em cháu phải cho chú một cơ hội nữa chứ. Không quá đâu chú ạ. Đi mà. Thôi được rồi, mà cháu nói thật với chú nhá. Trần đời ấy, cháu rất ghét thể loại đàn ông mà lôi thôi lích thích như chú ấy. Đàn ông là phải. Được chưa em cháu? Ừ thì cũng gọi là. Nhưng mà nhá, con gái bọn cháu ấy lại rất thích đàn ông có ô tô chú ạ. Đây có phải ô tô không em cháu? Ủa khá quá nhờ. Mà đặc biệt nhá, đàn ông là không được hôi. Chú ấy, cháu thấy hôi lắm đấy nhá. Chuyện này đơn giản, chờ tao tí. Chú ý đâu ấy? Chú lên xe, bật cái hệ thống phun nước hoa Hazachi cho nước hoa nó bám vào người. Hệ thống phun nước hoa và hệ thống lọc không khí trên xe hơi Hazachi khử mùi xe hiệu quả, lọc bỏ bụi bẩn, diệt khuẩn và cho hương thơm dễ chịu, tốt cho sức khỏe người sử dụng. Có thơm nước mũi luôn không em cháu? Thơm, nhưng mà thơm thôi chưa đủ đâu. Thế còn cái gì nữa? Đàn ông còn phải có chỗ đứng nữa và... Xin giới thiệu với em cháu, chú hiện tại đang là CEO của cái bãi xe này. Chỗ đứng vững chưa? Vững. Cháu chưa nói xong. Ý của cháu ấy là ngoài có chỗ đứng còn phải đứng ở chỗ đó nữa. Chú làm được không? Cái này thì chú thua. Dạ rồi. Thế phán. Yêu thế yêu làm gì? Từ từ xe. Ây da, từ ngày cháu thấy chú mở cái showroom sửa ô tô này, cháu thấy chú cơ bắp lên đấy nhở. Thảo nào, cứ như châu. Là như nào, tao mày đã cơm cháo gì với nhau đâu mà mày bảo tao là khỏe như châu. Cháu nhầm, ý của cháu là trẻ trẻ lâu, vận động nhiều nên là trông chú
trẻ lâu ấy mà. Chuyện mà khổ, người mình ấy lúc nào cũng ngực ngực ngực. Vợ ấy nhiều khi ấy, nó nhìn ấy, nó hại, nó né. Ừ. Thế cơ à? Chứ còn gì nữa nè, sức khỏe lúc nào cũng thừa thứa này, nó cũng gồng cứng này. Chỗ quen biết với nhau ấy, có cái gì cần nhờ ấy, em cháu cứ nói. Thôi 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 thôi, tôi cũng lại bố, trêu một tí hàm quá. Mà mày lái xe sang đây làm gì ấy? À, cháu sang đây để thay cái cặp gương của xe cho Phát. Đúng là cuối năm thì chớ, vừa mới đỗ xe một tí, chúng nó đã bay cặp gương của cháu. Giang hồ hiểm ác thực tệ. À, thay gương à? Chú vừa mới về một lô gương xịn lắm, giúp quan sát tốt, lái xe giỏi ghê. Thì chú là cháu lái xe rốt hả? Không, khiếp, mày cứ quan trọng hóa vấn đề ghê. Chú ấy là chỉ có giới thiệu tính năng sản phẩm thôi. Ổng, cái liệu ấy. Thế chú bán bao nhiêu một cặp? 2 triệu, bao lắp đặt. Khiếp, đắt thế. Gương này chú dắt vàng hay là đính kim cương này, giảm giá tí thì cháu lấy. Thế mày trả bao nhiêu? 1 triệu thì mua, không thôi. 1 triệu, bán luôn. Ôi, bán luôn ạ? Bán luôn. Thế mày lấy gương bên phải hay gương bên trái? Hả?